Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bình Định đã và đang chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2020, phù hợp với tình hình nắng hạn được dự báo là sẽ ngày càng gay gắt. Hiện lượng nước tại 165 hồ chứa trong tỉnh chỉ còn hơn 327 triệu mét khối, đạt 55,6% dung tích thiết kế. Hơn 2.000 hecta cây trồng có khả năng thiếu nước từ 2 đến 3 đợt tưới vào cuối vụ. Hơn 2.000 hecta khác sẽ phải bỏ không do thiếu nước. Tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phấn đấu chuyển đổi trên 4.300 hecta đất sản xuất lúa không bảo đảm được nước tưới sang sản xuất cây trồng cạn, chuyển đổi 1.459 hecta đất sản xuất 3 vụ lúa một năm sang sản xuất 2 vụ một năm. Năm 2020 thì Ủy ban nhân tỉnh có chỉ đạo quyết liệt cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì phải tiết kiệm nước tối đa trong vụ đông xuân và đồng thời dịch chuyển cái thời vụ của cái vụ đông xuân trở về trước để dành cái thời gian còn lại để phục vụ cho hè thu. Cái thứ hai nữa là đã chuyển đổi khoảng 4.000 hecta lúa sang màu đối với những cái vùng mà thiếu nước 2 đến 3 đợt nước cuối vụ. Bằng các giải pháp đồng bộ, hy vọng vụ hè thu 2020, nông dân Bình Định sẽ chủ động ứng phó với tình trạng thiếu nguồn nước, giảm thiểu những khó khăn và thiệt hại do hạn hán gây ra đối với sản xuất nông nghiệp.